Một tình tiết bất ngờ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trên cương vị trưởng đoàn thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị cáo buộc đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng để bưng bít sai phạm, bao che cho ngân hàng SCB. Hơn một năm kể từ ngày khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát, những cái tên Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Cao Trí và vô số cái tên khác liên quan tập đoàn này liên tục được nhắc đến với những con số khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau khi Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, con số hơn 118 tỷ đồng nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước cũng là một trong những số đó. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can. Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 100 tỷ đồng để bao che những sai phạm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, trong quá trình thanh tra. Theo cơ quan điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, sau khi nhận thấy dấu hiệu vi phạm tại SCB, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập đoàn thanh tra do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì, giao bà Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn. Quá trình thanh tra, bà Nhàn cùng các thành viên biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu, sai phạm vi phạm các khoản vay, biết rõ thực trạng tài chính của SCB rất xấu, song vì động cơ cá nhân tiêu cực, nhận tiền và lợi ích vật chất từ SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Cơ quan điều tra cáo buộc để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, đồng thời chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, lúc đó là Tổng Giám đốc SCB, tiếp xúc, đặt vấn đề và đưa tiền cho bà Nhàn cùng thành viên trong đoàn thanh tra. Cụ thể, sau khi gặp gỡ và nhờ bà Nhàn giúp đỡ, bà Lan đã chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng cho bà Nhàn là lãnh đạo đoàn thanh tra. Từ đó, bà Đỗ Thị Nhàn cố tình che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB và đề nghị tạo điều kiện cho SCB được thực hiện tái cơ cấu. Nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Võ Tấn Hoàng Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Trương Mỹ Lan biết. Về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định do bà Lan chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Hà Nội, hợp thức bằng các quốc toán rút, nộp, chuyển tiền để rút ra và đổi thành đô la Mỹ để ông Văn mang đi đưa cho bà Nhàn. Ngoài việc đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn, ông Văn khai đã trực tiếp đưa 390.000 đô la Mỹ cho ông Nguyễn Văn Hưng, người ra quyết định thanh tra SCB vào các dịp lễ Tết và các lần ra Hà Nội công tác. Đồng thời, ông Văn còn khai đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa tiền qua bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra với số tiền từ 30 triệu đồng đến 10.000 đô la Mỹ cho một người một lần. Kết luận điều tra xác định, ông Võ Tấn Hoàng Văn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khai báo nên không truy cứu hành vi đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, là trưởng đoàn thanh tra, có vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra của SCB. Vậy bị can này đã tự thực hiện và chỉ đạo cấp dưới những gì để bao che cho những sai phạm của ngân hàng SCB? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin sau. Trong lần đầu thanh tra SCB, khi kết thúc và ký biên bản, bà Đỗ Thị Nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 30.000 tỷ đồng, bỏ ngoài trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.790 tỷ đồng và thoái dự thu hơn 3.090 tỷ đồng đối với 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden tại chi nhánh SCB Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bỏ ngoài thoái lãi dự thu khoản thu nhập 3.135 tỷ đồng các khoản bán cổ phiếu trả chậm và làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính như nợ xấu, âm vốn, lỗ lũy kế, hệ số an toàn của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra và chính phủ. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định bà Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới làm báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ không đúng về sai phạm của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu.
Trong đợt thanh tra thứ hai, bà Đỗ Thị Nhàn là người chủ động đề xuất người ra quyết định thanh tra thay đổi kế hoạch thanh tra giai đoạn 2 nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra các khoản vay của một nhóm khách có dùng địa chỉ. Từ đó tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện tất toán các khoản vay cho nhóm khách hàng này và bà Nhàn hợp thức báo cáo các khoản vay này như khoản vay thông thường, có vi phạm nhưng không còn thiệt hại, không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý sai phạm của SCB. Trong quá trình điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu đô la Mỹ đã nhận hối lộ. Ngoài ra, do phạm tội lần đầu và có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét cho bị can Đỗ Thị Nhàn. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.